Kính chào quý vị và các đồng chí, chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân kỳ này sẽ phản ánh hoạt động của các cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa. Mục người chiến sĩ hải quân hôm nay có phóng sự rộn ràng ngày bầu cử ở quân chủng hải quân. Sau đây, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Hà Nội và 40 điểm cầu truyền hình trực tuyến trong toàn quân, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ quân đội và toàn quân. Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy tổ chức đảng trong Đảng bộ quân đội và toàn quân đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả quan trọng, tổ chức triển khai, thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả. Cán bộ đảng viên và quần chúng có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nêu cao tinh thần, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân, làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân, nhà máy X-28, X-46, Cục Kỹ thuật Hải quân. Tại Lữ đoàn Công binh 131, đoàn đã kiểm tra doanh trại, công tác huấn luyện chiến sĩ mới. Đồng chí Tư lệnh Hải quân yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy lữ đoàn cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, giữ vững kỷ luật trong mọi hoạt động, quản lý và nắm chắc tình hình tư tưởng, đề ra biện pháp phòng chống say nắng cho bộ đội khi huấn luyện, kết hợp giữa huấn luyện với phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Kiểm tra nhà máy X-28, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm ghi nhận và biểu dương kết quả công tác của nhà máy, nhất là việc thực hiện chức năng tuyến cuối trong bảo đảm vũ khí dưới nước cho quân chủng. Nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật và tổ chức đội sửa chữa cơ động để sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí cho các đơn vị. Kết luận buổi kiểm tra tại nhà máy X-46, Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị chỉ huy nhà máy quan tâm và có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị. Nhà máy cần đề ra chủ trương nhằm bảo đảm an toàn trong sản xuất, cần sắp xếp tổ chức, biên chế bảo đảm theo hướng, tinh, gọn, mạnh, xây dựng đơn vị chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn. Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Quân chủng Hải quân đã chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quân chủng đã triển khai một số biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho các cơ quan đơn vị. Các cơ quan đơn vị trong quân chủng thực hiện cấm trại và không giải quyết đi phép tranh thủ đối với các đối tượng, tổ chức khai báo y tế cho tất cả cán bộ chiến sĩ, người lao động trở về đơn vị, đi về từ các địa phương có dịch, tiến hành xét nghiệm sàng lọc, phân loại và cách ly, theo dõi sức khỏe quân nhân có triệu chứng và yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19. Tuyên truyền cho bộ đội không chủ quan, lơ là chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch, đặc biệt là quy định 5K của Bộ Y tế. Quân chủng Hải quân tiến hành tiêm vaccine cho lực lượng tham dự hội thao quân sự Army Game 2021 và cán bộ chiến sĩ vùng 5. Các đơn vị huấn luyện xây dựng kế hoạch, tổ chức chặt chẽ bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các quy định phòng chống dịch không chỉ áp dụng với tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mà còn với mọi đối tượng có công việc ra vào đơn vị nhằm đảm bảo cho công tác huấn luyện, học tập năm 2021. Tàu đổ bộ INS Erawat của Hải quân Ấn Độ do Đại tá PK Muniswamy, thuyền trưởng làm trưởng đoàn cùng 170 sĩ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Nhà Rồng, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp nhận hàng viện trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và một số tổ chức doanh nghiệp quyên tặng. Việc trao tặng hàng hóa viện trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam và các tổ chức doanh nghiệp cho Ấn Độ lần này thể hiện tinh thần nhân đạo, tình cảm tốt đẹp, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thờ ủy quyền của Bộ Tư lệnh Hải quân,
Tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã bàn giao trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 tặng Hải quân Hoàng gia Campuchia. Số trang thiết bị là quà tặng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, gồm 2 máy khử khuẩn có động cơ, 10 bình phun phòng dịch chạy bằng ắc quy, 100.000 khẩu trang y tế 3 lớp, 500kg chloramin B và 1.000 chai nước sát khuẩn tay loại 500ml. Đại diện của Hải quân Hoàng gia Campuchia cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Đây tiếp tục là minh chứng thể hiện tình hữu nghị tốt đẹp giữa Hải quân, quân đội và nhân dân hai nước. Dịp này, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng trao 10.000 khẩu trang y tế tặng cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Vừa qua, Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã cấp cứu thành công bệnh nhân Lê Văn Thông, thuyền viên tàu Hòa Bình 27. Sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã làm các xét nghiệm thăm, khám, chẩn đoán bệnh nhân Lê Văn Thông viêm phúc mạc ruột thừa vào giờ thứ 51, tiên lượng nặng, nguy cơ sốc nhiễm trùng, nhiễm độc. Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa đã hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 trong quá trình mổ, ca mổ kéo dài 2 giờ thì hoàn thành. Chiều ngày 22 tháng 5, tàu KN472 thuộc chi đội kiểm ngư số 4 đã cập cảng kiểm ngư tại Cam Ranh, đưa thuyền viên Lê Văn Thông lên bờ, bàn giao cho gia đình và địa phương. Trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, tàu 264 Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân đã nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ từ tàu cá BD96631TS đang đánh bắt tại vùng biển giáp danh Việt Nam-Malaysia cách mũi Cà Mau hơn 160 hải lý. Qua nắm thông tin, trên tàu có ngư dân Đặng Văn Tuấn bị đau dữ dội vùng hỗ trợ phải kèm theo sốt cao, cơn đau gia tăng nên nghi ngờ bị viêm ruột thừa cấp. Sau khi tiếp cận được tàu cá, cán bộ chiến sĩ tàu 264 đã chuyển ngư dân lên tàu kiểm tra sơ cứu, chăm sóc y tế và chuyển bệnh nhân về đất liền tiến hành bàn giao cho bộ đội biên phòng Bạc Liêu để tiếp tục chuyển vào bờ cấp cứu. Tại thành phố Nha Trang, Học viện Hải quân tổ chức hội thi báo cáo viên năm 2021. 30 thí sinh là cán bộ chính trị, chủ nhiệm bộ môn khoa lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa công tác đảng, công tác chính trị tham gia. Các thí sinh thực hiện 3 phần thi, soạn đề cương tuyên truyền, thực hành thuyết trình theo đề cương, thi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Nội dung của hội thi năm nay tập trung tuyên truyền sâu rộng những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11, Đại hội Đảng bộ quân chủng lần thứ 13, tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước, tình hình nhiệm vụ của quân đội, quân chủng và học viện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. Hòa chung với ngày hội toàn dân trên mọi miền của Tổ quốc, ngày 23 tháng 5, các cử tri hải quân từ đất liền đến đảo xa đã nô nức phấn khởi, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo ghi nhận của phóng viên, các điểm bầu cử đều diễn ra trang nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao và đúng luật. Ở thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, năm nay, các cử tri lần đầu tiên được bầu cử cùng ngày với đất liền sau 46 năm ngày Trường Sa được giải phóng. Đây cũng là một điểm cầu truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong không khí rộn ràng, rực rỡ sắc cờ, hoa của ngày hội toàn dân ở nơi đảo xa, các hộ gia đình trên đảo cũng dậy sớm hơn ngày thường để chuẩn bị cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đi bầu cử. Tại Âu Tàu Trường Sa, những ngư dân cử tri vãng lai được cán bộ, chiến sĩ hải quân tận tình hướng dẫn thực hiện quyền bầu cử của mình. Tôi rất háo hức, vui mừng được cầm trên tay lá phiếu để đi bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, vinh dự tự hào hơn nữa là tôi được bầu cử ở đảo Trường Sa, nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng tôi cùng các đồng đội sẽ lựa chọn ra những người có đức, có tài, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng vào thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền giáo dục cho mọi người cử tri nắm được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Thứ hai là nắm được cái tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để cho cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để tham gia các cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước và cơ quan địa phương để thay mặt cử tri thực hiện các cái nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên quần đảo Trường Sa. Do đặc thù của nhiệm vụ, Bộ đội Hải quân có mặt trên tất cả các vùng biển, núi cao, đảo xa, nên công tác bầu cử tại các đơn vị này đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho tiến hành bỏ phiếu sớm và hoàn thành trước ngày 23 tháng 5. Các điểm bỏ phiếu của các nhà giàn JK1 và các tàu trực trên thềm lục địa phía Nam thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cách xa nhau nên công tác bầu cử gặp nhiều khó khăn, thời gian tổ chức bỏ phiếu dài. Vùng 2 Hải quân đã thành lập đoàn công tác và sau 16 ngày hải trình, các tàu đã hoàn thành nhiệm vụ mang các thùng phiếu bầu cử đến các nhà giàn, tàu trực trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc để đưa vào đất liền an toàn với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Đầu tiên tôi được cầm trên tay tấm thẻ cử tri cũng như là được quyền lựa chọn các đại biểu quốc hội và các hội đồng nhân dân các cấp. Thì sau khi đã nghiên cứu và tìm hiểu và lựa chọn được các đồng chí đại biểu thì lá phiếu của tôi đã được đóng dấu đã bỏ phiếu, thì nó đã hoàn thành, đối với tôi thì đã hoàn thành được cái quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc bầu cử, thì tôi cảm thấy rất là vui, nhất là cái việc bầu cử này nó diễn ra ở nơi đầu sóng ngọn gió, thì theo tôi nghĩ thì đây là một kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cuộc đời của tôi. Chúng tôi những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng phía Nam của Tổ quốc. Tôi rất vinh dự, tự hào khi là công dân được bầu cử sớm, được thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân của mình. Các cử tri là quân nhân thuộc vùng 1, vùng 3, vùng 5 Hải quân, công tác trên các đài, trạm và cán bộ chiến sĩ trên các tàu trực đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển cùng với nhân dân cũng đã được tiến hành bầu cử sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, hòa chung vào không khí phấn khởi của ngày hội non sông. Những lá phiếu bầu giữa chùm khơi cùng với những lá phiếu trong ngày hội bầu cử của cử tri cả nước sẽ lựa chọn ra những đại biểu ưu tú, đủ đức, đủ tài, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp tài năng, trí tuệ của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Được đơn vị quán triệt tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức đa dạng, trực quan, sinh động, thì qua đó đã giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Thì tôi rất vui và tự hào khi được tham gia bầu cử trên biển và cũng xin hứa là sẽ phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm cao nhất để bầu ra những người đủ đức, đủ tài, giúp đất nước là ngày càng phát triển, giàu mạnh hơn nữa. Sáng ngày 23 tháng 5, các đơn vị hải quân đồng loạt tổ chức bầu cử. Cùng với đó, các đơn vị duy trì các phiên trực, ca trực để nắm chắc tình hình trên không, trên biển, thuộc phạm vi quản lý, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh theo phân cấp. Chỉ huy đơn vị điều hành bộ đội luân phiên, thay phiên đi bầu cử. 100% cử tri thuộc quân chủng hải quân đã đi bầu cử bảo đảm đúng luật, an toàn. Công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ bầu cử được chúng tôi xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chính vì thế, toàn vùng đã duy trì các ca kiếp trực và hệ thống trực đồng bộ 24/24 giờ. Đối với các lực lượng này, chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thay ca đổi trực để đảm bảo cho 100% cán bộ chiến sĩ được thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội lớn của đất nước. Ngày hội toàn dân năm nay diễn ra trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Bằng sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị nói chung, các đơn vị hải quân nói riêng đã chủ động phòng chống dịch, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Trong những ngày qua, dịch COVID-19 tại nhiều nước ở Đông Nam Á và ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Vùng 5 Hải quân đã chủ động, kịp thời phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển,
tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện, tàu cá có hải trình và biểu hiện khả nghi để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên vùng biển Tây Nam. Ngoài các tàu xuồng trực tiếp rà soát trên mặt biển, vùng 5 Hải quân hiện đang duy trì quan sát 24/24 tại các trạm radar. Tất cả những dịch chuyển có dấu hiệu đi ngang biên giới biển đều được thông báo đến lực lượng đang thường trực trên các tàu để tổ chức tuần tra kiểm soát kịp thời, không để lọt mục tiêu khả nghi. Đơn vị cũng đã quán triệt và duy trì nghiêm túc công tác trực, quan sát phát hiện, quản lý các tốt mục tiêu, thông báo, báo cáo kịp thời về sở chỉ huy cấp trên, cũng như là các đơn vị hiệp đồng như là cảnh sát biển, là biên phòng để tổ chức kiểm tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vùng 5 Hải quân là cơ quan thường xuyên có các hoạt động trao đổi với Hải quân Thái Lan, Campuchia trên đường dây nóng hai chiều. Những đường dây nóng này cũng được khai thác để mỗi bên nắm thông tin, kiểm soát các tàu có ý định vượt biên trái phép bằng đường biển vào Việt Nam ngay từ nguồn tin ban đầu. Trong cái thời điểm này, bảo vệ nhân dân trước nguy cơ xâm nhập dịch bệnh COVID-19 từ bên ngoài vào là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do vậy, tất cả cán bộ chiến sĩ trong toàn vùng luôn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bám tàu, bám biển, bám đài trạm radar, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đó là tình cảm và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, là mệnh lệnh từ trái tim đối với cán bộ chiến sĩ vùng 5 Hải quân hiện nay. Hiện nay, tính chất và nguy cơ xâm nhập nguồn lây lan dịch COVID-19 qua khu vực biên giới biển Kiên Giang, Campuchia được xác định ở cấp độ nguy hiểm. Do đó, việc tăng cường các lực lượng, phương tiện tuần tra, trực chốt cũng như duy trì các kênh liên lạc của Hải quân là rất cần thiết nhằm kiên quyết ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 từ nước ngoài xâm nhập vào Việt Nam. Để chuẩn bị tham gia hội thao tàu tại Hội thao quân sự quốc tế 2021 diễn ra tại Liên bang Nga, biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân đã tích cực luyện tập, nâng cao kỹ năng trong từng phần thi, quyết tâm đạt thành tích cao trong lần tham gia đầu tiên này. Kỹ năng hàng hải trên biển, bắn pháo tàu và vũ khí cỡ nhỏ là những nội dung thi đấu Army Game mà kíp tàu 015, 016 phải tập trung nhiều thời gian hơn vì mỗi bài thi đòi hỏi trình độ tổ chức hiệp đồng, năng lực chỉ huy của cán bộ tàu, ngành, trình độ thao tác của các xạ thủ, kíp bắn pháo và trắc thủ radar. Qua các giai đoạn huấn luyện, Thiếu úy Nguyễn Thành Trung, xạ thủ súng 14-ly 5 tàu 016 đã làm quen với điều kiện bài đặt mục tiêu, mô phỏng mìn trôi và rút ra nhiều kinh nghiệm trong mỗi lần thực hành bắn. Bản thân tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm, đó là về thao tác sử dụng vũ khí, về quan sát bắn, bám mục tiêu, về yếu lĩnh động tác, thời cơ bắn, tiêu diệt mục tiêu, về xây dựng bản lĩnh của một xạ thủ. Thời gian tới, tôi sẽ ra sức huấn luyện, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và quyết tâm bắn trúng mục tiêu khi tham gia hội thao Army Game. Khác với bài bắn mục tiêu trên biển, ở phần thi chống chìm và sử dụng các thiết bị cứu sinh, các thủy thủ phải có thể lực tốt và phối hợp nhịp nhàng với nhau thì mới đạt thành tích cao. Do vậy, trong quá trình huấn luyện, các huấn luyện viên luôn coi trọng việc nâng cao thể lực cho các tuyển thủ và đi sâu rèn luyện kỹ năng của từng cá nhân trong sử dụng thiết bị, phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội để cải thiện thành tích. Trong huấn luyện phân đoạn, chúng tôi rất quan tâm và duy trì động tác phối hợp nhịp nhàng, kỹ năng mang mặc trang bị, kỹ năng bơi và kỹ năng về đích trong thực hiện các giai đoạn huấn luyện. Đến giờ phút này, chúng tôi đánh giá tất cả các nội dung huấn luyện đều đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Trong thời gian tiếp theo, chúng tôi tiếp tục huấn luyện nâng cao động tác phối hợp nhịp nhàng trong toàn đội để nâng cao nữa thành tích. Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game, chúng tôi đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, cơ hội để giao lưu học hỏi các nước tham gia hội thi. Trên cơ sở quy chế của từng môn thi đấu, lữ đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chi tiết, cụ thể đến từng người, từng vị trí, từng bộ phận. Trong thời gian tới, lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác huấn luyện với quyết tâm, tâm thế là sẵn sàng tham gia thi đấu
và giành kết quả cao nhất trong cuộc thi. Chương trình huấn luyện của các kíp tàu, các tuyển thủ thực hiện theo 5 giai đoạn: huấn luyện cơ bản, huấn luyện phân đoạn, huấn luyện tổng hợp, huấn luyện nâng cao sát với yêu cầu của hội thao và luyện tập thi đấu tại Nga. Mỗi giai đoạn huấn luyện, lữ đoàn đều hướng đến nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ tàu, nâng cao khả năng xử trí các tình huống trong luyện tập và thi đấu, quyết tâm giành thành tích cao trong lần đầu tham gia hội thao tàu hải quân quốc tế. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân. Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanvietnam.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.